Hi. Chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Budo. Mình là Nguyễn Tào Lao, chào với đạo Trần Hoàng Đại Lâm Budo Tali. Đứng trước mặt ông kính Lâm là Vũ. Bên kia là Trầm Dên. Trầm Dên chấp Vũ 2 điểm và Trầm Dên chấp phát hết luôn nha các bạn. 3-0. Ba một. Đây là kèo solo key. Quá ghê. Một pha trả đòn của Trầm Dên. 2-3. Xin lỗi các bạn, điểm điểm của Vũ trước. 3-2. Vũ phát không bóng hết các bạn. 3-2. Quá ghê. Với những cú mốc của mình quá ghê. Điều đào Trầm Dên. Quá hay. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời cho Vũ pha bóng vừa rồi. Đẳng cấp pha bóng vừa rồi. 4-2. Đi bên cam đi đây. Không. Quá cam nguy hiểm lắm. 4-2. Quá ghê cho Vũ. Lại qua một pha móc bóng quá ghê. 5-2. Ngoài hả? Xin lỗi các bạn. 4-3. Ngoài các bạn, bóng ở ngoài. 4-3. Quá đẳng cấp. Trầm Dên đẳng cấp hơn. 4-0. Đây có thể nói là một trong những tay kỳ cũng rất khó chịu. Vũ quê Phan Rang. 4-0. Trầm Dên chấp 2 điểm nha các bạn. Và Vũ phát hết nha các bạn. Quá đáng tiếc phòng bóng vừa rồi của Vũ. Tự sát tạo ra. 4-5. 4-5. Năm đều. Năm đều. Vũ đêm đêm chấp luôn rồi các bạn. Năm đều. Quá ghê. Quá ghê. 6-5. Vũ quê Phan Rang. Cũng là quê hương của cà phê. Rất ngon. Vũ thường ngày uống cà phê. Nên những đường bóng Vũ luôn luôn cà phê. Đây xoáy cà phê tiếp tục. Đấy quá ghê. Một pha bắt bài của Vũ. 6-0. Đổi góc khác. 6-0. Quá ghê. Lại là cú cà phê. Lại là cú cà phê. Các bạn nào cuốn cà phê hãy về Phan Rang. Phan Rang có thể nói là cà phê ngon nhất nước nha các bạn. Không đùa. Quá hay. Quá hay. Thật sự quá ghê. 8-6. Đánh 12 điểm tới các bạn. Đây lại là cú banh cà phê. Quá ghê. Mày nên này. Quá hay cho Trầm Dên. Tám bảy. Tám bảy.
bóng ngoài. Đá em đeo. Cái gì? Đá em đeo. Chán bảo quá. Lại là phát bóng hồng. Đang 4 á. Tám trên. Cứ nói là quá. Tám trên. Chầm rên rất lẹ các bạn ơi. Giò gà, ói cơm. Tám ơi. Nếu không có gì thay đổi, mình về Phan Rang uống cà phê luôn. Khánh Hòa Phan Rang. Khánh Hòa các bạn giáp lên với Phan Rang. Nha Trang là miền cát trắng. Tám ơi. Đẳng cấp. Pha bóng ngoài. Lại là ngoài. Xin đến chính là các bạn, vũ này là quê hương của Di Hoàng Di Cập Gò Sồi. Nha Trang là miền cát trắng. 81. Quá tuyệt vời những cú cặp ơi. Trầm dên quá lẹ. Lại là trầm dên làm gì đây? Hỏi cơm. Đúng rồi, dành đừng dí dên ơi. Dính qua dài đi ra đời đừng dí dên. Đúng rồi dành. Hết phim. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây là hết. Quá hay. Tỷ số 8-12. Xin chia buồn cùng vũ của Phan Rang. Các bạn thấy anh nhớ xe và le và xe. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đặt dây thì mất cái.